Chắc hẳn quý vị cũng chưa quên được sự ám ảnh trong vụ án dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng đòn roi dã man với con riêng của chồng khiến cho cháu bé không qua khỏi. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bị tuyên án tử hình, trước bản án nhận được cho rằng mức án tử hình là quá nặng, dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã kháng cáo và xin tòa cấp phúc thẩm xem xét cho mình thoát khỏi mức án cao nhất. Dự kiến ngày 28 tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 28 tuổi, quê ở Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác. Liên quan tới vụ án, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 38 tuổi, cha của nạn nhân, bị xét xử về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Chủ tọa phiên tòa là ông Hoàng Minh Thịnh, hợp thành hội đồng xét xử, còn có thẩm phán Nguyễn Văn Hùng và Trần Xuân Minh. Nhằm làm rõ một số vấn đề trong vụ án, hội đồng xét xử đã quyết định triệu tập 5 người làm chứng và hai giám định viên thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa có sự tham gia của bảy luật sư bào chữa cho hai bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho bị hại được biết trước phiên tòa phúc thẩm luật sư bảo vệ quyền lợi cho phía bị hại có đơn đề nghị gửi hội đồng xét xử về việc đổi tội danh bị cáo thái sang tội giết người Tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trang mức án tử hình về tội giết người và hành hạ người khác. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, cha của nạn nhân, bị phạt 8 năm tù về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Sau phán quyết trên, từ trại tạm giam T30, bị cáo Trang có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trang có viết, Tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của tôi, vì vậy tôi viết đơn này xin tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tôi. Bị cáo Thái chấp nhận mức án 8 năm tù, nhưng luật sư bảo vệ cho bị hại có kháng cáo đề nghị đổi tội danh đối với Thái. Theo hồ sơ vụ án, bé NTVA là con gái của Thái và chị NTH. Tháng 8 năm 2020, vợ chồng ly hôn. Thái được tòa án giao quyền chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Tháng 9 năm 2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại trung cư Sài Gòn Pơn, quận Bình Thạnh. Thời gian này, bé A cũng sống chung với cha và Quỳnh Trang. Tháng 10 năm 2021, Trang không có việc làm nên kèm bé A học online tại nhà, Trang nhiều lần dùng đòn roi dã man với bé A đỉnh điểm vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, trang tra tấn hành hạ bé gái bằng nhiều hình thức, nhiều giờ khiến cho bé gái bất tỉnh. thấy vậy trang gọi điện báo cho Thái. khi về nhà Thái thấy con gái trong tình trạng hôn mê, Thái liền sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi. biết hành vi phạm tội của trang, Thái đã xóa dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu tội ác của người tình, gây trở ngại cho lực lượng công an trong quá trình điều tra. có thể thấy thời gian gần đây có không ít những vụ việc trẻ em bị người lớn dạy dỗ bằng đòn roi một cách thô bạo dẫn đến hậu quả đau lòng thiết nghĩ lực lượng chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa để nghiêm trị những đối tượng có hành vi tàn bạo với trẻ em